lại chuyện năm xưa, lúc mình còn tuổi thơ, những ngày sống trong ngôi nhà êm ấm, tháng ngày đẹp như hoa, tiếng cười và câu ca. Những ngày ấy nay đã xa xôi rồi. Nhớ những lúc sống bên mẹ hiền, nụ cười với câu ca. Nhớ những lúc sống bên mẹ hiền, ngày thơ ấu nay đã xa rồi. Đô na đô na đô na đô na, ngày nào lời mẹ hát trên nôi. Đô na đô na đô na đô na, những ngày thơ thơ ra ngoài này trái mặt không biết lên tới đâu. Trời ơi, hai đứa làm cỏ lại điên luôn á. Thấy giọng u nè, giờ mình cãi. Rồi bây giờ dọn lại rồi, bữa bông hoa đây nè, nhớ không? Cuốn lên hết, cuốn lên hết. Giờ trồng rau này kia cho khách vô có cái ăn. Không, cái kia là cái này nè. Đó, rau rừng. Rau rừng là nào? Rau rừng là mấy cây cao cao đó đó. Mà khó trồng quá. Với lại hả, xào bên anh cũng không quen. Chứ đâu rồi, có mua cây giống gì cho nè. Tút cái sau núi á, mà mỗi lần mà chủ nó thả ra nè, nó chạy về đây. Dư thường đi hả? Nó 4-5 lần nữa, nó về nó ở mấy nhà. Hồng là khác mé. Cây này mắc hai tên, một là phượng hồng, hai là mùa anh đào. Mùa anh đào thấy đúng là mùa anh đào. Đi chơi tiếp. Đi được rồi. Còn con này á là xin về để chơi với con này nè cho nó đỡ buồn. Đang nằm tu hả Tú? Hay là cái gì? Tu không? À mớp. Tu với đây nè. À. Il a grandi, puis il est parti, et il a découvert la vie, les amours déçus, la faim et la peur, et souvent au fond de son cœur. Il revoyait son enfance, rêvait d'autrefois, tristement. Et il se souvenait. Dona, 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 dona. Hai miếng đá, miếng đá. Có mang mấy chú ăn à? Hai miếng đá nè. Chú ơi, nó mang chú ơi. Căng hành vẫn rồi. Cứ đi mua bà xong đưa tới tính tiền không ạ? Chứ là ai da không em biết hả? Vâng, thì đó tự nhiên cưng xong rồi chặt xong rồi tính tiền thôi à, chứ đâu biết gì đâu. Nghe nhạc bài quê rít hả? Nghe của bà Phúc mà. Giống giống cái bài gì quê rít á. Đúng rồi, nhạc nó đồng đồng nhau. Hãy subscribe.
sao nhà cũng có game bơm ba tư. Ờ đấy đẹp mà. Ban đầu xem nó trên hình nhá, có mấy bé mà. Con mũi này là thằng con đứng làm gì vậy? Được. Lô. Tại vì có đứa ăn heo thì quá phải lù. Gửi về sao? Ừ. Nhưng mà em... Thấy nó lặt ra bú, thấy nó cầm cái kéo heo chú rồi đó. Tôi sẽ biến cái phòng thành cái studio. Ủa là làm cái agency đó lâu dữ vậy hả? Bao lâu rồi? 2 năm. Dữ vậy ta. Từ hồi dịch tới giờ mình làm thì làm được luôn, hình được cái gì. Nhắc mới nhớ má ơi, ông hồi quên. Hồi đó chưa có ai nhắc luôn á. Ờ, nó mà ai nhắc. Hồi đó tại vì đi hay đi chung con Thanh Nhật, nó đâu nhắc đâu, nó hay kiểu hơn. Phải là chị em chứ đó. Giờ hả? Rồi giờ nói xong cái tỉnh liền luôn. Cái là bây giờ có nhiều người nhắc nè, má giờ nhớ rồi. Nhưng mà Sabine Hà hay mua của đấy. Ừ đúng rồi. Cứ đi mấy lần mua để về. Mới nó mấy. Mới nó mấy. Hay thôi. Hay thiệt. Mời cái đây không ơn. Nó có ăn đâu mà. Đấy, tôi làm cái bây giờ. Nấu bồ hồ. Ủa, đi rồi kìa. Đâu rồi kìa. Này là ai cũng viên nhau em cô ơi. Đó ai đồng đội á, tiên quá mà. Không thấp thấp thì đã có em đi mua mai rồi. À, để em đi nhớ. Bỏ đồ vô sắp lại lắm. Cứ đây thôi, nói nhảy thôi. Em kêu nó ngát. Sẽ luôn thật gần bên em. Sẽ luôn là đẹp nhất khi em cười. Vì em luôn là tia nắng trong tay không xa người. Lời một chút đậm đà. Chưa kịp ở là dù cái định tình hôm nay căng nó chưa xây xong rất đau quá trời. Rồi, mọi người nha. Giống visa quá ha. Để ra đổ hủ để mọi người. Chăm chăm. Rồi, chăm rồi. Cơm mọi người lựa cái chỗ ướt ướt nha. Chỗ nào cũng ướt hết trơn luôn. Ngon nha. Trời chứ mày dám chơi dở hơn coi. Lật cái bàn vô mặt. Không có gì á. Cứ ngủ nhất hả? Không, ngủ nhất hả? Ừ. Nhiệt tình một cách kinh khủng luôn á. Mới thấy lần đầu luôn. Giờ các bạn ấy. Smell of winters in the air as we take.
sẽ